Dâu tay ơi, xem tôi có cái gì này. Cậu có cái gì ở bụng đẹp thế? Giống của bạn nô đồ đấy. Thắt lưng á, tôi cũng muốn có một cái. Nô đồ tròn tròn xòe, bụng có thêm một gạch ngang. Nô đồ luôn đứng đầu tiên trong mấy anh em nhà mình. Nô đồ bụng thì to, phải đeo thêm một chiếc thắt lưng. Đây chính là dâu tay phụ đầu tiên, làm mẫu cho anh em xếp hàng. Sau đây, lớp học luyện thanh của cô giáo Dâu Tây bắt đầu. Mi 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 mi. Vẫn còn hơi phô đấy nhá, nghe lại đây này. Mi 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 mi. Chưa được, thẳng lưng lên nào, hát to lên nhá. Mi 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 mi. Mi là tên của ta, điệu đà duyên dáng hát hay, luyện thanh là nhớ đến ngày tơ nốt mi xinh đẹp. Mi 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 mi. Trong ngôi nhà của tơ có năm dòng kề ngang, dòng thứ nhất rời cùng là tơ nốt mi nhé bạn, là tơ nốt mi. Bà nốt pha đang chơi đá bóng kìa, chúng mình ra chơi cùng bà đi đi. Được đấy, chúng mình ra thôi. Bạn nhé, vững chân mình đá vào, vượt qua muôn vàn điều gian khó. Bàn chân lướt theo nhịp bóng lăn, hòa nhịp muôn ngàn những trái tim. Pha pha nhớ nhé, tròn tròn xinh xinh, khung thành là khe đầu. Xinh xinh, cầu thủ bóng đá nốt pha xoay tròn. Pha pha nhớ nhé, tròn tròn xinh xinh, cầu thủ bóng đá nốt pha xoay tròn. Tranh ơi, ngày hôm nay chúng mình cùng gặp người bạn nào đây nhỉ? Tớ cũng không biết nữa. Hay là chúng mình bây giờ cùng đoán xem bạn ấy là bạn nào đây nhỉ? Bước đôi chân hát theo nhịp tròn xoe nốt nhạc xinh này, lắng tai nghe những âm thanh bạn nghe thấy nốt gì. Son 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 son, dòng kề ngang thứ hai đây. Son 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 son, hãy hát vang lên nào. Son 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 son, hãy hát vang lên nào. Ở đây từ sáng đến giờ này chưa thấy bạn nốt la nào chạy qua cả. Thế bạn ấy đi đâu nhỉ? Hay là chúng mình cùng hỏi các bạn xem có thấy bạn nốt la không nhé. Nào bạn ơi, có thấy anh la ở đâu? Hãy ra đây đi nào, đừng có lười nha. 1 2 3 4 5 thứ sau là anh, hãy mò mò xếp hàng vào khe thứ hai. Nào bạn ơi, có thấy bao nhiêu nốt nhạc bạn đếm được không? Đô re mi fa sol, nốt la ở đây.
và son nốt la ở đây. Hãy mau mau xếp hàng vào khe thứ hai. Tranh ơi, nhìn lên bầu trời kìa, có biết bao nhiêu bạn nốt nhạc đang bay lơ lửng. Ơ, cậu có thấy bạn nốt si đâu không? Ơ, bạn nốt si á? Tớ cũng không biết. Thế hay bây giờ chúng mình cùng bay lên tìm bạn nốt si đi. Ừ, đồng ý, đồng ý. Bay lên luôn. Bay lên cao nhẹ những nốt nhạc, ở trên mây ca hát cùng với gió. Xếp trên cùng bạn si vui đùa giữa dòng kẻ thứ ba. Đừng quay hàng bạn si trên cao, bạn ơi đừng quên tớ nhé. Do re mi fa sol la si, si la son fa mi re do. Do re mi fa sol la si, đây rồi. Do re mi fa sol la si, si la son fa mi re do. Do re mi fa sol la si,